Vâng, xin chào, đang quay trở lại với channel mình. Thì hôm nay mình chúng ta sẽ quay trở lại theo yêu cầu rất là nhiều anh em chơi Vanh Út chế độ Zombie Hero và map mới này. Đấy, rất là nhiều anh em yêu cầu, thì mặc dù mình chưa có kinh nghiệm chơi map này nhiều đâu, nhưng mà thích thì mình rủ cùng đồng bọn chơi luôn. Đó, anh em clan của mình khá là đông đủ. Nói chung là full team clan. Chơi nào. Thì Vanh Út là như thế nào thì mình sẽ giải thích ở video này luôn. Đó chính là các bạn chỉ việc chạy và né zombie thôi, chứ chả bắn làm gì cho mệt. Đó, anh chạy qua chạy lại, miễn sao là né được zombie là được. Ngắn gọn là chỉ né zombie, thế thôi. Mà được kinh nghiệm mình nhảy còn kém, cho nên mình sẽ tập nhảy dần dần vậy. Đấy, map này là chơi zom thì phê phải nói. Tuy nó hơi ngắn nhưng mà kệ, có chơi là được rồi. Ôi dồi, ba bốn anh em đang chạy dưới này kìa. Hy sinh một thánh rồi. Tại cái này thì các bạn nên lựa cái địa chỉ điểm nào như này. Đấy, đấy các bạn thấy không? Nhảy chôn chôm zom thế mà vui hơn là cả chơi bắn súng. Nhau đây thẩm dù một mình cho nó. Ôi dồi ôi, né rồi, chạy thôi, chết bà, chú quỷ dí. Đấy, các bạn chỉ việc chạy như thế thôi, đơn giản như thế. Ôi ui, ôi dồi, chạy kém quá các bạn. Chỉ kiểu chơi đuổi bắt vài ngút, nó cũng kiểu giống chơi đuổi bắt ấy. Trong bài sẽ dí theo và mình làm sao nhảy và thoát được, và đặc biệt là không được bật chạy nhanh lên. Còn bật, ôi trời, thanh niên này chạy kinh thế. Các chơi láo luyện lắm rồi đấy, ôi dồi chết luôn. Cứ nghĩa là các bạn chơi cái chế độ này thì các bạn không nên bật chạy nhanh lên. Không thì một số thanh niên chơi nghiêm túc sẽ bất lợi. Nó khi mà biến hero thì chơi át hết. Biến hero là chơi tới hết. Tại vì ăn nhau là cái khúc biến hero thôi, anh em nào mà dồ tới cuối cùng ấy, sống tới hai mạng cuối cùng ấy thì sẽ hưởng thành quả. Nếu mà chém khôn thì chém được nhiều thành viên, còn mà ngu tí xác định là chết. Đâu đâu rồi, anh liền trốn kín quá. Đây, đây rồi, hàng về tên này nhảy cái gì. Ôi trời, nó cho mình một chưởng vai, hai phát, ba phát nào. Từ từ đã hồi máu đã, nạp xong đầy máu rồi chúng ta hãy tính tiếp. Giờ thì thời gian còn nhiều, một phút mấy cơ mà. Ôi trời, vái trường, nó chém mình còn đúng trăm mấy tiết. May được pha đánh né được, không thì cũng lơ vỡ mồm luôn rồi. Bọn này trâu chó thế. Xin các bạn thông cảm, tại vì âm thanh chỗ mình chỗ hơi ồn ào một tí. Ngày thứ bảy chủ nhật mà. Ui, ngu người. Đấy, anh biết chú gần hết máu rồi, nện luôn. Khói nhây. Thì sắp tới mình sẽ có dự định là một series GT5. Mong các bạn sẽ ủng hộ mình ở những cái video GT5 của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đừng quên bỏ là các bạn xem video này, đừng quên bỏ lại một like, subscribe channel của mình. Yeah. Mình mong trong tương lai khoảng vài tháng nữa mình sẽ đạt được 100.000 subscriber. Con số cực kỳ lớn. Nói chung là ảo tưởng sức mạnh tí thôi. Bây giờ mới được có hai mấy, 27, 28, 29 gì đấy. Nhưng hơn lâu rồi mình kiểu là không để ý nữa. Nhảy qua, nhảy lại này. Ôi trời, điêu luyện chưa? Láo luyện mà, cứ dần dần thôi. Các bạn chỉ được chạy map này cho quen ấy. Quen mấy bối cảnh của map này thì xác định là zoom cũng khó cào cực quạn lắm. Cào được các thánh là một vấn đề cực kỳ lớn luôn. Mình cầm rìu và nhảy tung vé khắp nơi. Rồi mấy thanh niên bên kia mỗi thằng một néo. Chúng ta chơi này nên không nên đứng gần nhau. Người cào một phát là hai thằng dí một phát chết ngay. Nhảy qua nhảy lại này. Ôi dồi, không con zoom nào dí cho vui ha. Chơi này cũng nhanh chết đấy các bạn ạ. Tại vì không bắn, zoom thì cào thoải mái. Ăn nhau vào cái trình độ nhảy thôi. Đó, có thằng nó me, nó chơi mình được kìa. Ngu gì? dí này. Ngu người thật. Éo phải vái thật là Vinh. Vinh BC. BC thanh niên. Bật tăng tốc lên đấy chơi mình đấy. Chơi vậy thì không đẹp rồi. Chơi này bật tăng tốc thì người cực kỳ là bất lợi luôn. Nhảy cái gì? Ôi, nhảy kinh đấy. Chạy luôn à? Chạy rồi nha. Nó đợi mình tới nha, mình đang bận. Bạn đợi mình tí nha. Ok, xong rồi. Mình đang bận một tí khóa cửa nhưng không sao cả. Nhảy này vỡ mồm một thanh niên hero ngáo đá. Này trâu máu. Ô, hàng ngon các bạn ạ. Hết máu rồi, hai em hero một lần. Đấy, ngu người đấy. Phát đấy mà thanh niên chạy câu giờ tí có lẽ là còn có cơ hội thắng, còn đứng đấy là xác định.
cầm dao với lại bom khói thôi. Lâu lâu dùng bom khói để né những con hero, những con zombie cho nó thốn, đỡ mắc thốn hơn. Thấy nó chạy qua là quăng nó một trái bom tẩu thoát. Ui dồi, nhảy quá xa. Anh ném trái bom mới hướng luôn. Vai. Một em này. Hai em này. Ồ. Treo à. Ồ. Treo này. Treo này. Treo cái gì. Ui dồi, mình biến chút quỷ mà cao bá quá. Cao nhiều quá. Máu nó bút lên 3200 rồi. Tại vì cao quá nhiều. STO này. STO này chạy này. Tao không đít lên mà chạy. Đây đây đây, chạy này này. Ôi trời. Mấy thanh niên STO này cho tốc độ bàn thờ sao cao nhanh vậy nhỉ? Hay là máy mình lag cái sao ấy? Kiểu như thế. Nhảy cái gì? Nhảy cái gì sau này? Nhảy cái ủa đi luôn. Còn hai thầy thánh he. Thánh chúc của hai thánh hero nữa thôi, không biết là chạy đâu rồi. Ui. Ván này hơi nhỏ, không nhảy được miếng gì. Để ván cuối xem cửa càng được không. Phía trên này. Phía trên này. Cuối gì nha. Hơi bị ồn. Lúc đấy đi. Lúc đấy đi. Xác định luôn. Xác định mày. Chết đi. Ôi trời. Chết đi. Cào báo như phát rồi. Không tèo. Tiếp tục. Đấy, anh ấy yếu thế là anh ấy quyết định là ra đi mãi mãi một cách mà chạy. Nhưng không được, cái hết bao nhiêu thế mà nó bị rỉa biết bao nhiêu là máu thế mà bị cái hết mất. Toa tiếp. Chơi này, lần này vẫn tiếp tục là đi chạy vòng vòng cái này, chôn zoom. Được rồi. Đó, nhảy qua nhảy lại này. Nhảy ra thành thạo là hơi bá này, nhất là cái bàn thờ này, các bạn kia. Ui dồi, chém một phát rồi, ngu người chú quỷ. Bom khói đấy, bom khói một cái lợi thế cho anh em đi chỉ đi chạy. Tại vì bom khói nó kiểu làm mờ bớt đi, mất phương hướng của con chú quỷ với lại mấy con zombie đó. Ngu gì? Đi đứng đây xem thẩm du đây. Nó các thanh niên đang ở bên kia. Ngu người. Ô, chạy đâu rồi, chạy đâu rồi? Phía trên à? Kém thật. Chơi phanh út này cũng khá là vui các bạn. Nếu mà chơi đông đông, không biết con đúc ở đây không? À không à. Để đông đông ấy, chơi 4-5 người à. Có bạn bè chung clan đồ nhảy này cho nó mới nó vui. Chứ thực ra chơi game là vui là chính, như kết quả hay là top chả quan trọng gì. Nó thật ra là vậy các bạn ạ. Các bạn thấy đúng là như vậy không? Chơi game chỉ vui là chính thôi. Còn mà ba cái đua top và lại cày AI cả ngày cả đêm, không biết là mục tiêu của các nhân đấy để làm gì luôn. Một số thanh niên cứ thích cày AI rồi thuê cày rank rồi thẻ tháng các thứ, thuê cày rank rồi đua top các thứ. Mình thấy là chơi game vui là chính chứ không quan trọng là bao nhiêu về chức tước hay là cấp độ hay là cái ấy gì hết. Cho nên clan của mình thì level bao nhiêu cũng vào được hết, nhưng mà lưu ý là chỉ anh em nào nạp đơn đầu tiên nhá, chứ không phải là những anh em nào mà có inbox cho mình nữa thì mình cũng không sắp xếp được ai nộp đơn đầu tiên thì vào. Thì cả level mười mấy mình cũng cho vào clan, nhưng mà yêu cầu là anh em phải nộp đơn và online đầy đủ và nộp đơn, nộp active ấy, để clan chúng ta gọi là có máu mặt hơn. Chết cha rồi, dưới bị cào hết rồi. Ui. Né. Quá ngu người. Nhảy lên, lại lên. Ui. Kém quá. Đây là ván cuối rồi. Các bạn xem video này cảm thấy hay đừng quên like, share cũng như là một subscribe ủng hộ channel mình nha. Cảm ơn các bạn. Nhảy qua này, nhảy lên đây này. Ui. Bắt đầu thành thạo đấy, còn thấy không? Điệu nghệ đấy. Ba người mà bốn chú quỷ. Ui rồi biến hero ngon lành. Pha này nhảy hơi bá nhưng mà thời gian còn nhiều quá, mình nghĩ là mình cũng không chống trụ nổi đâu, cứ nhảy đi. Chạy đó. Thời gian nhiều quá, còn 2 phút mấy, 2 phút gần 2 phút. Zombie thì đâu. Phát nữa này, tèo, thích thể hiện, thích anh chơi anh cơ. Lên đây này, ui dồi ôi, lên đây. Chạy, không ấy được thì cho mày một đao rồi chạy thôi. Ném đá thôi tay. Ôi lên leo một phát nó cào hết mấy nghìn máu, chán thật.
Né né ơ ơ. Bị dính cái gì các bạn ạ? Bị dính cái gì không chạy được. Nhưng mà rồi xác định là mình không còn mạng sống về nữa. Cố gắng chạy thật, nhảy thật nhiều. Ôi ôi chết cha teo. Vâng, các bạn xem video này cảm thấy đừng quên like, share, như subscribe cho mình nhé. Fan group này đúng chạy vui thì vui thật đấy, nhưng khá là vui, nhưng mà chơi thì vui là chính thôi, skin không được nhiều và nhảy qua nhảy lại anh em tập dần thì cũng quen thôi. Anh em là các bạn ở những video lần sau của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Yeah, yeah.